người, mình là Hiền đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy bài Blackpink có tên là Blackpink Fire nhá. Let's go. Đầu tiên thì mình sẽ nhảy cho mọi người hình dung toàn phần điệp khúc như sau: 5, 6, 7, 8, 1 và 2 và 3 và 4. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2 và 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4 và 5 và 6, 7, 8, 1. Ok, bây giờ thì đến với nửa phần trước thì mình sẽ đếm nhịp lại cho các bạn từ 5, 6, 7, 8, 1 và 2 và 3 và 4 và 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Ok, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn từ từng tác một nhé. Đầu tiên em phải mở đổi này, lần thứ hai đổi, lần thứ ba thì gặp chặn hai cổ các bạn, đổi tư đổi chậm, cứ bốn lần như thế thì ta nhảy lên. Một lần đổi này, hai lần đổi này, ba này đổi này, bốn này đổi. Ok, còn cái chân nhé, chân phải mình bước ra theo mình, đồng thời chân trái thì mình xuống thu về ra để mình xuống nha, để bốn lần. Ok, giờ thêm cho mình lớp hông nữa, khi chân phải ra thì hông sẽ đánh sang phải của mình, cũng phải được chưa, khi về thì hông đánh qua trái ra về ra về. Ok, giờ mình nói chỗ kết hợp chân và tay nhá, thử chậm 5, 6, 7 thử nhá. 1 đổi, 2 đổi, gập vào 3 đổi, 4 đổi, được chưa? Tiếp theo hông cho mình cái tay về đây, phía đây, tất cả phía đây, chân bước ra thôi này, được chưa? Bây giờ này, tay phải đánh ra, tay trái thu về, đồng thời xoay gót phải vào và đánh không có trái. Tiếp theo về dáng bình thường thì tay phải giúp tay trái lên, quên lại đánh ra về bình thường này, đánh ra về bình thường, đánh làm cho mình 4 lần nhé. Thử làm từ đây, đánh ngay 1, 2, 3 và 4 lần. Đồng thời thì cổ người sẽ hơi nghiêng qua phải cho mình. Ok, thử làm từ đầu nhé. 5, 6, 7, đi này. Ra, ra và lần 3. Thứ tư đi nhỉ. Ra, em, ra, ra, 4 lần. Ok. Tiếp theo, xem mình phải làm sao 4 lần này. Được chưa? Bây giờ mình phải đi sang phải và kéo chân như này. Phải, được chưa? Sau đó quay lại. Ok, khi mới có phải thì quay lại con trái như này. Và được rồi, thử nhắc làm đây đúng không? Có phải, có trái. Tiếp theo, dẫn chân phải ra xa một chút. Đủ người có bên phải, chịu có chân phải nha. Tay từ miệng này, đánh ra và cho mọi người bị chết qua cái trái này mình. Đấy, đánh ra. Tiếp theo, 5, 6 thì mọi người sẽ free di chuyển, được chưa? Tiếp theo, 7, 8 tay trước này, tay trái đến này, tay phải lướt, sửa đổi. Và lần thứ 3 thì đánh phiêu lên, lên chưa? Đồng thời nhé, không sẽ như sau: tay phải đánh bên trên, đồng thời đánh bên phải và chân mình dưới lên mình. Đúng. Tiếp theo này, thấp, đúng không? Ok nhé, thử lần này, phản này, đá, và thấp. Rồi bây giờ mọi người nhớ cho mình phần trước lại. 5, 6, 7, với những nhá, 1 và 2 và 3 và 4 và 5, 6, 7, 8, 1 và 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1.
đúng không? Đẩy nhanh hơn nhé, nhịp nhanh hơn. 5, 6, 7, 8. 1 và 2 và 3 và 4 và 5 và 6 và 7 và 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Bây giờ thì mình sẽ viết nhạc cho các bạn. 5, 6, 7, 8. Thank you.
Ok, bây giờ mình sẽ vào những chỗ lại.